Hãy là một người tốt, cho dù bạn có bị cuộc đời đối xử tệ bạc đến đâu đi chăng nữa. Đơn giản là bởi vì làm người tốt không bao giờ phải chịu thiệt thòi. 9 bài học cuộc sống sau đây chắc chắn sẽ giúp bạn sống tốt hơn và ý nghĩa hơn. Bài học thứ nhất, có những người đến rồi đi. Khi trưởng thành, bạn sẽ nhận ra rằng số lượng bạn bè thường xuyên liên lạc ngày càng ít hơn so với trước kia. Ngày hôm nay, có thể bạn rất thân thiết với một người nào đó, nhưng rồi bỗng dưng, cả hai lại không nói chuyện với nhau nữa, mặc dù chẳng có xích mích nào xảy ra giữa hai người. Đó chính là cuộc sống. Bạn nên học cách chấp nhận điều này và tiếp tục đón chờ những mối quan hệ mới xuất hiện trong cuộc đời mình. Tuy nhiên, cũng có nhiều mối quan hệ vẫn trường tồn theo thời gian. Nên nếu bạn may mắn có được mối quan hệ này, thì hãy trân trọng nó mỗi ngày. Bài học thứ hai, không có bài học kinh nghiệm nào miễn phí cả. Không có bữa ăn nào miễn phí cả. Bạn đều phải đánh đổi nó bằng cách này hay cách khác. Và không phải lúc nào cũng chỉ bằng tiền bạc. Để có được kiến thức và kinh nghiệm trong cuộc sống, bạn phải bỏ ra những thứ vô hình như thời gian, công sức, chất xám và đôi khi còn là cảm giác đau khổ, mệt mỏi và thất vọng nữa. Một vài mối quan hệ đổ vỡ có thể là một điều tốt lành mà bạn chưa thể nhìn ra ngay lúc đó. Bản thân bạn có thể bị tổn thương hoặc làm người khác tổn thương. Khi một mối quan hệ kết thúc, nó có thể sẽ khiến bạn cảm thấy đau khổ hoặc buồn chán. Bạn có thể khóc nếu như việc đó khiến bạn cảm thấy ổn hơn. Tuy nhiên, sau những giọt nước mắt đó, hãy đứng lên và tiếp tục tiến về phía trước. Đôi khi bạn có thể nhìn lại và làm điều gì đó, bởi bạn có thể học được những bài học quý giá sau mối quan hệ này. Vì vậy, hãy quan sát thật kỹ, nhìn lại nhưng nhớ rằng đừng bao giờ để nó ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống hiện tại và đừng để nó khiến bạn không thể tiến về phía trước. Bài học thứ ba, một số người tốt với bạn vì vụ lợi bản thân. Trong cuộc sống, bạn sẽ được nhiều người đối xử tốt, nhưng không phải ai trong số họ cũng hoàn toàn không vụ lợi. Bạn sẽ chỉ biết ai thật sự tốt với mình khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Những người luôn sát cánh bên bạn trong cơn hoạn nạn đáng trân trọng và quan tâm hơn. Còn những người bỏ bạn đi trong lúc đó thì hãy quên đi. Thứ tư, mối quan hệ chỉ tốt đẹp khi được vun đắp. Bất kể đó là mối quan hệ yêu đương, bạn bè hay gia đình thì đều cần phải được vun đắp hàng ngày thì mới có thể phát triển và bền vững được. Bạn đừng nên bỏ mặc ai đó quan trọng với mình vì nghĩ rằng lúc nào họ cũng ở bên cạnh bạn. Không đâu, họ có thể sẽ bỏ đi bất kỳ lúc nào mà bạn không hay đấy. Nếu bạn thật sự trân trọng mối quan hệ đó, hãy thể hiện và đầu tư thời gian, công sức dành cho nó. Cố gắng vun đắp các mối quan hệ và đừng sợ bị tổn thương. Bởi vì ngay cả khi nó không được như bạn mong muốn, thì bạn cũng đã cố gắng hết sức rồi và không còn gì để hối tiếc nữa. 5. Cỏ chỉ xanh khi được tưới nước đầy đủ. Chúng ta thường có thói quen nhìn vào bạn bè, họ hàng, đồng nghiệp rồi tự so sánh bản thân và thấy mình thật thấp kém. Luôn tự hỏi tại sao họ đạt được những thành tựu đó mà mình thì không? Tại sao cuộc sống của họ hoàn hảo hơn mình? Nếu bạn đã từng có những suy nghĩ như vậy thì hãy tự dặn lòng mình rằng ai cũng có những vấn đề riêng và thử thách riêng trong cuộc sống, dù bề nổi của họ có hào nhoáng đến đâu. Vậy nên chúng ta không là họ, làm sao biết được những người bạn bè, đồng nghiệp ấy đã phải trải qua những gì để có được thành công như vậy. Thay vì ganh tị với người khác
bạn nên dành thời gian chăm chút cho con đường sự nghiệp của bản thân. Bài học thứ 6, bạn không thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Không bao giờ, bạn không thể nào làm vừa lòng tất cả mọi người. Vì vậy, hãy làm những gì bạn thích và nói những gì bạn muốn. Nếu ai đó ghét những gì bạn làm, hãy cứ để họ tự do làm điều đó. Đừng thay đổi bản thân chỉ để làm vừa lòng một ai đó, vì họ sẽ chẳng bao giờ ngừng đòi hỏi. Hãy chấp nhận với việc lúc nào bạn cũng sẽ có điểm gì đó khiến người khác không vừa lòng. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải linh hoạt và biết vừa lòng một số người trong từng trường hợp cụ thể để cuộc sống có thể dễ dàng hơn. Bài học thứ 7, xây dựng những mối quan hệ có thể tiến xa hơn, biết làm hài lòng những người cần thiết. Hãy chăm chỉ ra ngoài, gặp gỡ mọi người và có những mối quan hệ bền vững. Đừng cố gắng biết hết tất cả mọi người, vì như vậy chẳng khác nào bạn không biết một ai cả. Tập trung đầu tư vào một số mối quan hệ nhất định và dành thời gian để tìm hiểu về họ. Những người này không nhất thiết phải đảm nhiệm vị trí quan trọng hay có thế lực. Có thể họ chỉ là đồng nghiệp, người cùng sinh hoạt trong câu lạc bộ chẳng hạn. Dù là ai, bạn cũng nên đối xử với họ bằng tấm lòng chân thành và bạn chắc chắn sẽ nhận lại được những gì xứng đáng. Bài học thứ 8, ai cũng muốn làm việc dễ dàng thì việc khó sẽ dành cho ai? Nếu được phân công làm một nhiệm vụ khó nhằn, trong khi bạn bè đồng nghiệp lại được làm những công việc dễ dàng, thì hãy cố gắng vui vẻ làm việc đó. Bạn cần làm quen với việc người làm ít, người làm nhiều trong một tập thể. Miễn sao kết quả cuối cùng tốt là được. Khi làm những công việc khó, bạn sẽ có cơ hội học hỏi những điều mới mẻ cho bản thân mình. Bài học thứ 9, hãy tự giải quyết vấn đề của bản thân. Ngừng than thở, phàn nàn và khóc lóc với người khác về những vấn đề của bản thân. Nghiêm túc mà nói rằng sẽ chẳng có ai quan tâm đâu. Vì vậy, hãy xắn tay áo lên và tự giải quyết nó ngay đi. Bạn có thể nhờ người khác giúp đỡ, nhưng không ai có thể giải quyết vấn đề tốt hơn chính bản thân bạn. Bởi chỉ có bạn mới biết rõ mình thật sự muốn gì. Khi giải quyết vấn đề, bạn sẽ phải tự chịu trách nhiệm với bất kỳ quyết định nào mình đưa ra. Sẽ không ai lo cho bạn được cả. Vì sao? Thơ Xuân Diệu. Bữa trước riêng hai dưới nắng đào, nhìn tôi cô muốn hỏi vì sao. Khi tôi đến kiếm trên môi đẹp một thoáng cười yêu thỏa khát khao. Vì sao giáp mặt buổi đầu tiên, tôi đã đầy thân giữa xứ phiền. Không thể vô tình qua trước cửa, biết rằng gặp gỡ đã vô duyên. Ai đem phân chất một mùi hương, hay bản cầm ca tôi chỉ thương. Chỉ lặng chuồi theo dòng cảm xúc, như thuyền ngư phủ lạc trong sương. Làm sao cắt nghĩa được tình yêu, có nghĩa gì đâu một buổi chiều. Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu. Cô hãy là nơi mấy khóm dừa, dầm chân trong nước đứng say sưa. Để tôi là kẻ qua sa mạc, tạm lánh hè gay thế cũng vừa. Rồi một ngày mai tôi sẽ đi, vì sao ai nỡ bỏ làm chi. Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá, chỉ biết yêu thôi, chẳng